Sáng nay mùng 8 tháng 2, tại Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Hải Phòng có 9 đại biểu Quốc hội được bầu theo phân bổ, 4 đại biểu Trung ương giới thiệu, 5 đại biểu cư trú làm việc tại địa phương. Cơ cấu giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 là 6 người, cơ cấu hướng dẫn giới thiệu 10 người. Tổng số ứng cử viên do các cơ quan trung ương, địa phương giới thiệu là 20 người. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố được bầu là 67 đại biểu, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân là 131 người. Cũng trong ngày 8 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị nhấn mạnh việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân là giai đoạn hết sức quan trọng. Các đại biểu cần phát huy tinh thần, dân chủ, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng số lượng, cơ cấu thành phần, người được giới thiệu ứng cử, tạo sự thống nhất về số lượng cơ cấu, dự kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi hiệp thương lần thứ nhất, số lượng người được giới thiệu là 112 người, trong đó số lượng người ứng cử thuộc cơ quan cấp tỉnh là 62 người, số lượng ứng cử ở địa phương là 50 người. Cơ cấu định hướng đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31 đại biểu ở địa phương là 25 đại biểu.